ngày trên UTV tái ngộ với gia đình vui vẻ. Đây là Ricky, Nicky, yeah. Chúng ta bắt đầu rồi. Bốn thành viên, bốn cá tính, bốn phong cách. Em muốn thích được chef Madison ta. Em thì muốn ăn ở các nhà hàng nổi tiếng nhất, còn chị thì muốn xem người nổi tiếng. Cùng nhau kết nối sức mạnh của sông. Ricky nổi giận rồi nha. Và đồn phần 2 lúc 18:30 hàng ngày, độc quyền trên YouTube.